Hi, xin chào các bạn đang nhìn thấy đây là chiếc Civic thế hệ thứ 10 vừa được Honda Việt Nam ra mắt tại triển lãm VMS 2016. Nhưng mà ở triển lãm này thì Honda vẫn chưa công bố mức giá, mà họ chỉ trưng bày cái phiên bản 100 năm. Thì cơ bản là Honda Civic thế hệ thứ 9 là một mẫu xe không được mấy thành công của Honda tại Việt Nam. Thế nên là chỉ sau 4 năm thôi mà Honda buộc phải đổi sang một thế hệ mới hoàn toàn. Thì như các bạn thấy ở đây là thế hệ thứ 10 của Civic đã lấy lại phong độ so với lại thế hệ trước. Nghĩa là nó có một cái thiết kế đẹp mắt hơn rất là nhiều. Nó có những cái tính năng cũng hấp dẫn hơn. Và đặc biệt là nó là chiếc xe thứ 2 trong phân khúc xe sedan hạng C có một cái động cơ tăng áp. Thiết kế của Civic thế hệ thứ 10 trông đã hiện đại hơn. Đường nét nó cũng mạnh mẽ và táo bạo hơn rất nhiều so với lại đời trước. Thì đời trước, nhược điểm của đời trước là thiết kế nó hơi nhạt. Và thế hệ mới thì Honda đã khắc phục cái nhược điểm này. Phần đầu xe nổi bật với lại cái cụm đèn trước công nghệ LED hoàn toàn giống như là đèn anh Accord. Nói chung là về thiết kế thì Civic thế hệ mới không có gì để chê được. Rất là trẻ trung. Bộ mâm hai phiên bản 100 năm này có kích thước 17 inch đi cùng với là bộ lớp Bridgestone. Kích thước là 25-50R17. Dáng xe Civic thế hệ thứ 10 trông nó giống như một chiếc cúp 4 cửa nhiều hơn là chiếc sedan. Với lại cái phần mui nó dốc về phía sau nhiều hơn và cái phần đuôi của nó cũng ngắn. Phần đuôi xe thì nổi bật với cụm đèn sau công nghệ LED. Có dạng boomerang rất là ấn tượng. Cấp sau thì có tăng thêm 74 lít so với lại đời trước. Theo mình thấy thì cũng rất là rộng. Honda cho biết là kích thước của Honda Civic thế hệ thứ 10 cũng lớn hơn đáng kể so với lại đời trước. Không gian bên trong nội thất đã được tăng lên về cái mặt dung tích là 105 lít. Bên cạnh đó hàng ghế thứ hai, hàng ghế sau thì cái khoảng để chân cũng đã được cải thiện 5cm so với lại đời trước. Rất là nhiều. Như các bạn thấy ở đây, chỗ để chân rất là thoải mái, mặc dù là cái hàng ghế trước đã hơi dịch về sau một tí. Có thể là mình thấy là cái không gian này của Civic được gọi, có thể gọi là một trong những xe tốt nhất trong phân khúc. Không gian để đầu cũng rất là tốt. Thì thường á, mình thấy là những chiếc sedan khó mà đạt được hai cái tiêu chí là không gian để chân tốt và không gian để đầu tốt. Những chiếc xe mà có không gian để chân tốt á, thì thường là cái hàng ghế sau bị dịch về gần về cái phần kính hơi nhiều. Thế nên là nó cái không gian để đầu nó sẽ không được tốt. Hàng ghế thứ hai này thì cũng có cái phần bể tì tay và cửa gió phục vụ riêng. Về thiết kế nội thất thì Civic thế hệ thứ 10 có hai thay đổi rất là đáng kể. Thứ nhất đó là bảng đồng hồ tốc độ của chiếc xe này đã không còn lại hai tầng như là những thế hệ trước mà nó chỉ còn một tầng. Nhưng mà mình cực kỳ thích cái bảng đồng hồ này bởi vì nó có cái nó là loại điện tử hoàn toàn và cái phần đồ họa của nó cực kỳ đẹp. Ở đây thì mình không thể nào khởi động được để mà cho các bạn thấy, nhưng mà một khi mà các bạn đã nhìn chiếc xe này ở ngoài đời thật, nhìn cái bảng đồng hồ tốc độ của nó sẽ phải gọi là mê man luôn. Cái thứ hai, sự thay đổi đáng kể thứ hai đó là cái phần trung tâm bệ thấp lô. Nó đã được làm cao lên và nó nối liền với lại cái phần táp lô ở bên trên. Và tiện nghi thì ở đây mình thấy là ghế tài chỉnh điện, hệ thống bật tắt động cơ thông qua nút bấm và đi kèm với lại cái tính năng là khóa thông minh Smart Key. Có kiểm soát hành trình trên phiên bản 1.5 này. Hệ thống giải trí là loại cảm ứng hoàn toàn, màn hình cảm ứng. Và đặc biệt là cái hệ thống điều hòa của Honda Civic thế hệ thứ 10 này, chúng ta có thể điều khiển thông qua cái màn hình cảm ứng này luôn, giống như là những chiếc xe của cao cấp của Đức hay là của Anh. Đây, ngoài ra chúng ta cũng có thể điều khiển hệ thống điều hòa thông qua những cái nút bấm này. Cần số của chiếc xe là loại hành trình thẳng, mình thích cái loại hành trình thẳng này hơn là hành trình zigzag. Có chế độ thể thao. Mình cũng xin nói thêm là hộp số của Honda Civic thế hệ thứ 10 này là loại CVT, tức nghĩa là biến thiên vô cấp. Nó có chế độ giả lập thể thao, thế nên là trên phía sau vô lăng có hai cái lẫy chữ số cộng trừ. Ngoài ra thì không gian chứa đồ của Honda Civic thế hệ thứ 10 cũng được bố trí rất là thông minh. Như bạn thấy ở đây, có một cái chỗ để đồ xuyên suốt giữa hai cái hàng ghế trước, giữa hai cái ghế trước. Ngoài ra, một cái cải tiến mà các bạn đi xe hàng sẽ thích đó là nó có cái phanh tay điện tử và cái tính năng hold brake tự động giữ phanh. Bên cạnh đó thì mình thấy ở đây phiên bản 1.5 còn có cái cửa sổ trời. Đó. Vô lăng là một nét thiết kế mình cũng rất là thích bên trong nội thất. Honda đã sử dụng một ứng dụng một cái vật liệu mới, đó là vật liệu nhựa trong, để mang lại cái cảm giác nó hiện đại, nhìn nó rất là tinh tế và đồng thời nó cũng đem lại cái cảm giác cao cấp hơn. Vô lăng bọc da nha. Kích thước thì không có thể gọi là lớn. Không có thể gọi là nhỏ, nó hơi lớn một chút so với lại
mình nhớ là sau lại cái Civic thế hệ thứ 8. Về hệ thống an toàn thì mình thấy là Civic thế hệ thứ 10 này nó cũng có cái tính năng cân bằng điện tử. Bây giờ mình sẽ lên cái khoang động cơ để mà chia sẻ một chút. Ở đây mình không rõ là Honda Civic được trang bị bao nhiêu túi khí bên trong, nhưng mà ở bên ngoài thì có hai túi khí. Về động cơ thì Honda Civic thế hệ thứ 10 là chiếc xe thứ 2 trong phân khúc được trang bị động cơ công nghệ tăng áp. Thì động cơ tăng áp này chỉ có dung tích 1,5 lít nhưng mà nó cho công suất có thể gọi là tương đương với lại động cơ 2,4 lít không khí tự nhiên bình thường. Cụ thể hơn thì động cơ xăng 1,5 lít trên Civic thế hệ thứ 10 này cho công suất tối đa là 173 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 220 Nm. Thông số tốc độ thì Honda vẫn chưa công bố, nhưng mà mình nghĩ với cái mức công suất như vậy thì Civic dư sức tăng tốc từ 0 đến lên 100 km/h dưới 10 giây. Một điểm nữa là hộp số CVT biến thiên vô cấp là một sự kết hợp hoàn hảo với lại động cơ tăng áp, bởi vì là cái hộp số CVT, cái tính chất của nó là nó giữ cái tua máy cao, thì nó đồng thời nó cũng sẽ giúp giảm cái độ trễ của động cơ tăng áp xuống một chút. Theo như những gì mình biết thì Honda Civic sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Thái. Thì với cái thiết kế mới đẹp mắt hơn, trang bị cũng hấp dẫn hơn, thì mình mong là Honda sẽ cho nó một cái mức giá tốt. Thì khi đó Honda Civic thế hệ thứ 10 có thể sẽ lấy lại phong độ và trở thành một mẫu xe thành công của Honda tại thị trường Việt Nam.